Xin chào tất cả mọi người, hoan nghênh mọi người đã quay lại với series Assassin's Creed Odyssey trên kênh của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trên hành trình tìm kiếm mẹ của Alexios. Và mình đã cài đủ 15k, hơn luôn, 16k tiền. Bây giờ thì tới đưa tiền cho cái con cướp biển kia để nó cho chúng ta biết thông tin về mẹ của Alexios. Đi. Con kia đâu rồi? À nó kìa. Đây 15.000 đây. Nói. The mighty not Spartan returns. Hey, có 15.000 đó. Here, take your dhakmi. Nothing feels better than a heavy purse filled with coin. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Your Merini now sails under the name of Finicas. She started as a member of my crew, but we parted ways not too long ago. À, trước đó từng là cái thủy thủ đoàn trong cái nhóm người của con cướp biển này. Rồi không lâu sau đó cái bà Merini đã bỏ rời đi rồi. Đây, nó đang nhớ lại đây. I'm leaving soon. Tôi sẽ sớm rời đi. Chaos is your home. But this isn't my true calling, my purpose. You might never find what you're looking for, Finicas. I can't stop until I do. You are a great pirate. And you are an even greater friend. Don't forget me. Oh, bà Merini này, bà có nói bà đi đâu không? Đây, câu hỏi đây. Trong cái đoạn nói chuyện lúc nãy á, thì cái con này nó khen cái bà Merini là một cướp biển tuyệt vời. Còn bà đó thì nói là con này là một người bạn tốt và đừng có quên bạn. Bây giờ hỏi là bà ấy đi đâu? Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. Gì? Dương bườm tới phía đông nam hả? Phía đông nam, không nói cụ thể biết phía đông nam ở đâu. Tại sao bà ấy rời đi? She was part of your crew. For a time. Why did she leave? Much too interested in the politics of war. Waste of a good pirate if you ask me. I haven't heard from her since she left. Bà này cũng không biết. Hình như là bà muốn đi khám phá thêm. Mà Mary bà muốn đi khám phá thêm. Và kể từ lúc bà rời đi thì con này không nghe bất kỳ thông tin gì bà hết. Cô đã gặp mẹ tôi như thế nào? Chaos is a long way from Sparta. How did your paths cross? On the sea, long ago. In her, I saw a better life. In me, she found freedom. Together, we owned the waves. I can't believe she was a pirate. She's the kind of woman who, once she sets her mind to something, gets it done. Nhị con không cho biết thông tin gì. Hỏi gặp như thế nào thì con đã nói là gặp ở trên biển. Và kiểu mà khi mà ở với con này thì bà ấy rất là vui vẻ gì đó. Nhưng mà rốt cuộc hình như bà cũng đi kiếm cách nào đó. Bà kiếm cách bà rời đi, bà đi để tìm kiếm cái gì. Nhưng mà cái con này không biết mục đích của bà Mary. Ta đưa cho mày 15.000 mà mày nói như đó thôi hả? Thank you. Home isn't the place. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, there's a place for you here. Con cướp biển này nói nếu mà cậu không tìm kiếm được thứ cậu tìm muốn, cậu không kiếm được cái thứ mà cậu muốn, ý là nói là không kiếm được mẹ, thì cậu có thể gia nhập vô cái nhóm của tụi con này. Nói chung là con này cũng là một cướp biển mà thuộc loại tốt. Bằng chứng là lúc mà chúng ta gặp nó thì nó đang trừng phạt một cái thằng gì tội dám buôn bán nô lệ trên hòn đảo này. Đây là đảo keo nè. Nhiệm vụ chính là cái gì đây? Fire Girl, chúng ta có 3 manh mối đúng không? Một cái manh mối là đi đến đảo keo rồi. Bây giờ chúng ta phải kiếm một người tên là Althosa.
Ê, trời ạ, xa lắm. Chỗ nào gần nhất không? Phát chỉ vào qua đây đi. Cách tới 1159 mét. Xa khủng khiếp vậy. No, no. Oh, damn it. Dính lửa đây dễ gì. Rồi rồi rồi, ở đây có nhiệm vụ, nhưng mà đây là chỉ nhiệm vụ phụ thôi. Mình sẽ kể chuyện cho cái ông này, mà chúng ta cũng như kể lại những cái kỳ quan, những cái quá trình mà mình khám phá thế giới cho ông này, sau đó ông sẽ cho chúng ta kinh nghiệm. Rồi, sẵn đây nói chuyện luôn. You there. You have a kind soul. Help an old man buy his next meal. Rồi, cho ông 50 đồng. You need it more than me. Đây. Take it. A generous gift. Thank you. What do they call you, stranger? Tôi gọi cậu là người gì đây, người lạ? Tôi là Alexios. I'm Alexios. And you? Ông này. Just a simple beggar. I sailed from Persia to see the beauty of the Greek world. I can do many things, Persian, but I can't restore sight. Nor would I want you to. My blindness is a burden that the gods have given me to carry, and I will. Then what? Be my eyes. When I was a boy, an Athenian told me the most beautiful tales of your lands. I would love to hear them again. Would you go see the places I never was able to, and return to tell me the tale of your adventures? Ông này ông nói khá là dài đi. Chủ yếu ông nói là lúc mà Alexios hỏi ông là ai, ông nói ông chỉ là một người được ăn mày thôi. Và ông đã từ Ba Tư, ông đi đến vùng đất này tại vì lúc nhỏ ông đã nghe những người Athens nói là cái vùng đất Hy Lạp này rất là đẹp. Cho nên ông muốn tới đây để ông khám phá coi nó đẹp như thế nào ấy. Không biết tại sao ông này lại bị mù. Alexios nói là tôi có thể làm rất nhiều chuyện, nhưng mà tôi không không thể trả lời đôi mắt sáng cho ông. Ông nói là ông không cần. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời là gì đây? Cái này dưới là tôi không thể giúp được, tôi sẽ không giúp. Còn đây là tôi sẽ là con mắt của ông. Rồi, chọn cái trên. I'm not much of a storyteller, but I will be your eyes. I knew I sensed kindness in you. You've made this old Persian happy again. Don't thank me yet. What places do you wish you could have seen? My favorite tales were always of the Acrocorinth, the statues of Zeus in Athena, the perch of the armored bird in Arcadia, and of course, the mysterious mount Taygetos. Ông này, ông Alexios hỏi ông ước muốn được nhìn thấy cái gì, thì ông nói là ước muốn được nhìn thấy tượng của thần Zeus, thần Athena, với là một đống chỗ luôn. Bây giờ mình sẽ nói những nơi mình đi qua này. Thứ nhất là bức tượng của thần Zeus nằm ở đâu. So tell me what you know about the statue of Zeus. Its great bone stood ready to punish the Kefalonians below. Or so I was told. Tôi đã thấy bức tượng của thần Zeus rồi. I've seen Kefalonia from the statue of Zeus. Tell me, is it still a place of great beauty? Bức tượng đó nằm ở Kefalonia, nơi mà Alexios xuất phát trước khi đến đây đấy. Ông hỏi cái chỗ đó có đẹp không? Còn này mình trả lời nè. Đó là một nơi rất là vui. Còn này Kefalonia tuy là nghèo nhưng rất là đẹp. Trả lời câu dưới. Yes, the island is beautiful. From the statue of Zeus, you can see the sea hitting the white beaches and mountains covered in green. But its people suffer because of the war. Ah, just how it was described to me. The gods simultaneously bless the land and curse the people. Even for gods, your gods are cruel, Miss Theos. Okay, I've told you what I remember. Now tell me about yourself. What's a Persian doing here? Persia and the Greek world are doomed to be opposites. In times of prosperity here, Persians always seem to suffer,
And when you're at war with yourselves... Persians know peace. Indeed. My people prospered after King Xerxes was murdered. All except for me. A man tried to kill me with poison, which is how I lost my sight. I fled and arrived here. Trời ơi, nó quá trời vậy. Nó xưa có miêu tả là cái chỗ bức tượng thần Zeus đó, đứng trên đó thì có thể thấy được trời xanh mây trắng, phong cảnh rất là đẹp. Xong Alexios hỏi ông này là một người ba tư như ông thì làm gì ở đây. Ông đó ông kể là hình như cái người mà muốn giết ông á, cố gắng đầu độc ông. Nhưng mà không biết tại sao ông không nói rõ là ông thoát chết bằng cách nào. Nhưng mà cái giá ông phải trả là ông mất đi đôi mắt. Nó quá trời luôn. Và ông còn nói là cái ông vua Xerxes, vua của người ba tư á, là ông được nghe người ta kể là ông đó là một kẻ giết người. Cái này nói gì đây? Không ai muốn ông chết hết. Sẽ không ai muốn ông chết. I find it hard to believe anyone would want you dead. You're very kind. Tell me another tale, then I'll tell you more of my past. Bây giờ ông kêu mình kể thêm, xong sau đó ông sẽ kể thêm về quá khứ của ông. Thôi, tôi đi làm nhiều chính đi, kể cho khi nào rảnh quay lại nói chuyện với ông sao. What do you remember Trời. About this armored bird? Tấm lộn rồi. There's a beast made of armor jutting out from the mountainside overlooking Lake Stymphalos and the undulating fields stretching like waves on a golden sea all across Arcadia. Rồi, mình mới kể giọng thêm một cái chỗ có tên là Ascadia. Thôi, không nói nữa. I'll be back with stories to tell. As soon as you've seen one location, please return. Epaphras says it was written by Themistocles, the Athenian general. This Epaphras is so old. Could this be writing by Themistocles? Kể được 3 địa điểm rồi. Ông cho mình cái gì vậy ta? Không, để đến khi nào rảnh phải quay lại nói chuyện với ông này mới được. Bây giờ tập trung vào nhiệm vụ chính thôi. Mình sẽ cố gắng trong tập này đi kiếm được cái bà Merili, mẹ của Alexios. Tại vì khi chúng ta kiếm được bà ấy, thì bà ấy sẽ cho chỉ cho chúng ta cái địa điểm để gặp được người cha thật sự của Alexios. Khi tới đó thì một khi chúng ta tới đó, chúng ta sẽ mở khóa. Không phải mở khóa nhưng mà nó sẽ cho chúng ta biết địa điểm để bắt đầu đánh mấy con boss. Ví dụ như là khổng lồ một mắt nè, con rắn Medusa, quái vật mình người đầu rắn Medusa. Đánh mấy con đó để lấy những cái một cái thứ gì đó tụi nó đang giữ để mở cánh cửa. Rồi, gọi ngựa. Con thằng lính đánh thuê ở sau lưng thôi, không đánh chơi với mày. Tập này ta sẽ cố gắng đi kiếm được bà Merini. Chạy nhanh lên giùm cái. Sẵn đây mình nói luôn là trong vòng mười mấy tiếng nữa thì cái tựa game mình sẽ dự đoán là game này cũng rất là hay, đến từ From Software. Nếu mà mọi người đã nghe tới cái tên Dark Souls thì sẽ mình nghĩ là mọi người sẽ biết cái tựa game này. Đó chính là game Sekiro Shadows Die Twice. Thì mình đã mua game đó rồi. Khi nào nó chính thức nó cho chơi thì mình sẽ chơi và quay lại. Hy vọng là cái series mới Sekiro Shadows Die Twice sẽ được mọi người đón nhận. Bây giờ chúng ta tiếp tục thôi. Còn 600, 500 mấy mét. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Đi nghe ngon thôi, làm gì cắn gì. Hôm nay không gạch quýnh với tụi bay. Mục tiêu hôm nay là phải kiếm cho bằng được cái bài đó. Đây rồi. Nhưng mà tới đây phải kiếm, phải làm nhiệm vụ nữa. Tới Corin rồi. Chứ không dễ dàng gì mà nó cho chúng ta biết địa điểm liền đâu.
Vô đây đi chậm quá vậy. Ngôi đền của thần Apollo, thần mặt trời đấy. Corinth, the city of pots, prostitutes, and not much else. Đây. Alcibiades said the Atera here could help me find my mother. I should look around for Anthusa's whereabouts. Phải đi hỏi xung quanh. Hỏi ông này có biết Anthusa là ai không? I'm looking for Anthusa. Is she here? Wouldn't I like to know? Sunrise, sunset, I save my drachmi for the taste of the divine. The Atera are hard to come by. So you haven't seen them? Not with the Monger's army on the loose. The Atera won't tolerate that. Không biết tôi đại không biết đi, nó đại rút va vẫn. Nó một trang dài rút cuộc không biết. Còn chỗ nào nữa không? Ở đây có lính nha. Ở đây có chạy lính. Mấy người này có biết không? Và kiếm mấy người thì trên đầu có chữ, có cái hình kính lấp á. Đây 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 đây. Biết anh Anthusa lại không? Are you Anthusa? Cô là Anthusa. Anthusa? I could be anyone for you, Lam. I charge less than the Atera. But do I ever know my way around a haybed? So her name means something to you? Anthusa? She's been around forever, but I never met her. I know the Atera all work as one, on equal footing. But Anthusa's special. She talks, they listen. Thì ra cái bà này không phải là Anthusa nha, mà là gái ngành đấy. Hồi nãy bà nói là bà có thể làm, bà có thể là bất kỳ ai mà Alessandro muốn. I haven't met any Hetera yet. Don't believe all you hear. They sell what a lot of us sell in Corinth. But for them, it's not just about the flesh. They're merchants of a sort, streetwise, can talk as nice as they look. Sounds like a good trade to work in. You don't want to be an Hetera? Not in my prime anymore, am I, Misthios. By the time I study what they did, I'll be serving clients on my deathbed. If the Hetera aren't here, where are they? Their swords are too high and mighty to be down here in the dirt with us. You want them, you'll find them up on the hill. The Acrocorinth. By the temple, keeping Aphrodite's worshippers satisfied. Rồi. Cảm ơn group cuộc bà này và cũng cho chúng ta biết được chút ít thông tin. Bà không, bà biết Anthusa nhưng mà bà không nói được. Bà chỉ miêu tả thôi. Là cái người mà một khi người đó nói thì tất cả mọi người đây đều nghe hết. Giờ coi chúng ta địa điểm này nè. Đây. Anthusa đang ở một nơi an toàn ở Corinth này. Corinthia này. Ở phía nam, cô ấy đã từng được nhìn thấy ở phía nam của cái vùng này. Đông, Tây, Nam, chắc là đây. Trời, hình như cái bà Anthusa này là má mì. Bây giờ có hai địa điểm ở đây với lại đây. Hôm lên đây mở điểm phát travel đi. Thì ra gặp cái bà Anthusa này là má mì ở khu này ấy. Bỏ tay đi. Kiếm toàn danh nhân không. Ồm, múc ở trên núi lận. Coi kìa. Còn chỗ nào gần gũi hơn nữa không? Xa thế. Ê ê, nó báo kìa, có manh mối của tụi Cutis ở gần đây. Có nghĩa là trong đám này có cái một thành viên của tụi Cut Up Commod. Đây là hang động gì đây? Thôi. Rồi, mình nghĩ chắc là ở đây rồi. Có cái nhiệm vụ phụ rồi. Bản cao thị. Ghé bản cao thị. Nhận hết nhiệm vụ luôn.
Chắc lên phải giúp bà cái gì, bà mới cho chúng ta biết thông tin được. Chứ không có dễ gì mà cho đâu. Biết cái cơ cấu của game này rồi. Ây, quên gọi ngựa nữa chứ. Đây. Con gì vậy? Ồ. Mà con hu hồi nay sừng tấm gì. Đây. Đây rồi. Chính là cái nơi đó đây. Đó chưa? A temple on top of the Acrocorinth. That's what I'm looking for. Đây, một ngôi đền. Đang ở trong một ngôi đền ở trên này. Sẵn lên mở điểm phát cho vô luôn. Lần trước mà mình như nhớ mình làm cái nhiệm vụ này rồi. Lần trước ở đây là lần chơi trước nha. Lần đó thì mình chơi tới level 4 mấy. Mọi người nếu mà để ý kinh của mình thì lần chơi trước mình đã đánh 3 con boss. Một con khổng lồ một mắt. Với lại con quái vật mình người đầu bò Minotaur đó. Còn con gì quên mất rồi. À đúng rồi, con nhân sư nữa. Mà con đó hình như mình chưa có up. Có chỉ giải đố thôi à. Giải được câu đố của nó thì không sao. Còn giải không được thì chết. Hy vọng là cái bà này phải đừng có bắt đưa tiền nha. Còn có 1268 đồng. What? Trời, cái ông hồi nãy mình nói như ông đó là hoàng tử Ba Tư á. Ôi trời ơi. Thấy để drink kìa. Drink up Percy. Hay là mình dịch mình nhớ nhầm ta, nếu mà dịch đúng thì đó là hoàng tử Ba Tư á. Để họ ra kiểm tra lại coi. Lẽ nào ông mù đó chính là hoàng tử Ba Tư. Ồ, cảnh chỗ này đẹp quá. Trời ơi, khu này lớn như vậy. Written by Themistocles. Who knew the great general was also a poet? Đấy, ghi nhớ chỗ này chứ còn khi nào gặp kể lại cho ông nghe. Đúng rồi, mình mới vừa tra cái từ điển mà cái từ đó chính xác là từ hoàng tử Ba Tư đấy. Không ngờ cái ông mù mà chúng ta nói chuyện. Là hoàng tử Ba Tư. Trời, phải hạ ba này rồi. Cho mình ném mùi côn pháp của anh. Một thằng. Malaka gì? Này thì ai nữa vậy? À lại đây. Mấy thằng thôi chứ gì. Không thèm dùng kiếm tụi bay cho mình đến mùi. Côn pháp của anh. Chết đi. Này thì xong. Hatera cái từ đó là gì đó, hình như không biết từ đó. Hình như cái tụi đó cũng đang kiếm Hatera. Phải bà này không? Không phải bà này đâu. They think this temple is dedicated to them, the brutes. The thieves are here and the Hatera aren't. The Hatera? They're much wiser than we are. They realized their visitors were all getting robbed on the way in. There's no avoiding the Monger's men in Corinth. Monger là ai? The Monger. Cái tên ngu ngốc. Who
walks around with a name like the Monger? Don't let him hear you say that. Last time his name came out of a fool's mouth, the man's tongue was sliced out. So the Monger is a Corinthian criminal? Master of the underground markets. He rules with one hand open for money and the other clenched around a weapon. A drachmi and blood-hungry monsters what he is. Thì ra cái thằng Monger đó là kiểu như dân anh chị ở đây. Đã bà này, mấy người này nói là đừng có để cho nó nghe là mình gọi nó là thằng Monger, một cái tên ngu ngốc. Cái lần trước mà người mà nói như vậy đã bị nó cắt lưỡi. So he's hunting the Hetera. For money? Exactly. Since the Hetera bring in so much drachmi, he wants everything they control. The thieves are better off robbing them than us. Nó đang kiếm mục tiêu mà chúng ta đang tìm. Có tên là Hetera gì đó. Người tôi tìm là Anthosa. If you know of the Hetera, then you know of Anthusa. I'm looking for her. They say she's everywhere. Though I've never seen her. But the Hetera see everything. I've seen them gather by the spring of Pirene, down the mountain. They meet clients there and then take them elsewhere in secret. Good. Maybe pray to Aphrodite from home next time. Rồi, mấy người này chơi chúng ta một địa điểm. Có vẻ như cái Anthosa là tên thật. Còn cái tên mà nãy nói gì, tên phát âm khó hiểu đó. Tên Hatarae gì đó. Đó chỉ là biệt danh thôi. Chứ cái người đó không dùng tên thật ở đây. Chắc đó là nghệ danh. Pháo đài cái gì. Đây nhiều chỗ để chinh phục lắm. Nhưng mà mình cứ lại gặp cái bà Anthosa trước. Trước sau cũng phải làm nhiệm vụ cho bà à. Sẵn đó thì đứa nào cản đường xử hết. Mọi người thấy công pháp của Alexios như thế nào? Anthosa kia rồi. Ah, so Alexios has finally found us. You know me. And you know her. This is Anthusa. We saw you help the worshippers at the temple of Aphrodite. You've proven yourself a friend. Hear that, Icaros? Her sight's as good as yours. Someone also spoke very highly of you. Surprise! Ủa, con này đâu lại xuất hiện nữa vậy? Aspasia sent me. I work for her now, remember? But why here? Corinth isn't safe. I had to tell Anthusa you were coming. Aspasia taught me a new word. Emissary. That's me. And now Alexios and I have met. See? This is easy. And now I can help you. Giúp cái gì mà giúp? Cậu xanh, nãy giờ không kiểu để tôi đi vòng vòng được kiếm, hỏi người này người kia. Như vậy là mọi thứ đã rõ ràng. Anthosa và cái tên Hatere gì đó là hai người chứ không phải là một người. Cái bà áo trắng là cái bà kia. Áo đỏ là Anthosa. Con này nó giờ này nó mới lại đây. Đợi sớm chút phải được hơn không? Em không nên ở đây. Nãy Alexios nói là cái chỗ này Corinth không phải là nơi an toàn. There's a killer on the loose in a city with no morals to begin with. You can't just follow me around like in Catalonia. The Monger, the Cyclops, I made it all the way here, didn't I? Yes. You always find a way. We need to move inside, Alexios. We're not the only ones watching. Come with me, and we'll talk. Can I come? As long as you're quiet. Bà này bà kêu vô trong nói chuyện, tại vì ở ngoài nhiều người chờ ngó lắm. To what do I owe your visit? Alcibiades told me about you. Did he? Go on. I'm looking for a woman from Sparta, a runaway, long ago. She may have gone by the name of Myrini. Who's that? She's my mother. Your mother? You don't have a mother. Marcos told me he raised you. What did I tell you about talking? I see. There will be time to respond to your question, but that time isn't now. Hồi nãy con kia nó chen vô, nó hỏi, nó nghe Alexios đề cập tới mẹ. Thì nó nói là cái ông Marcos, mọi người nhớ ông Marcos không? Ông Marcos nói là Alexios không có mẹ. Con này nói nhiều, bị Alexios biểu là anh đã nói với em thế nào về chuyện mà im lặng trong này rồi.
Đấy, lúc nãy có dặn là vô đây cũng được, đi theo cũng được, nhưng mà phải im lặng. Có nghĩa là cái bà Nosa này, bà biết chị bà Merini đấy. As long as you tell me what you know, sooner or later. You will have to trust me. You don't get to where I stand without credibility. My word is yours. And you can always trust Alexios. Why don't you go play, Phoebe? Let me and Anthusa talk. If you say so. Đúng rồi, đi chỗ khác đi. Nhiều chuyện quá. Chỗ người lớn nói I chuyện. I propose a trade. Help me. Help us get stronger. Strong enough to rid Corinth of the Monger permanently. A simple transaction, I assure you. Trời ơi, biết ngay mà. Nó biết nhưng mà nó không chịu nói. Tất nhiên chúng ta là làm một thỏa thuận. Hai bên trao đổi, mình sẽ giúp nó chuyện gì đó. Xong sau đó nó sẽ kể thông tin. Rồi, thỏa thuận. A wise decision, dear Mistyos. I haven't made it this far being a fool. Tôi phải làm cái gì đây? Nói đại đi. No one to take a chance. Then we're in business. Now, you've heard of the Monger? À. Nó hỏi chúng ta đã nghe tới cái tên Monger chưa? Tôi nghe hắn là một kẻ nguy hiểm. From what the worshippers say, he's someone I should watch out for. They're right. I'm sure his victims wish they'd been more vigilant. My eyes are wide open. Then you've held your ground well. You're not dead. Not yet, anyway. But he's employed enough thugs to amass a small army. Now they're attacking people in the street, us included. He's been killing Hetera. Killing? We're smarter than that. But action must be taken before it goes that far. I'm not the only one who needs help. My girls, Damalis and Irina, are suffering too. More Monger trouble. I wouldn't doubt it. Work against their aggressors, and then it will be his turn to suffer. You'll find the Malis here at the spring, but Irina has gone to Bellerophron's garden. Trời ơi, bà này nhiều chuyện quá. Bà bắt chúng ta bây giờ phải giúp đối phó với lại thằng Monger, đồng thời phải giúp hai người con gái của bà. Ở Girl đây chắc mình nghĩ chắc không phải là con gái đâu. Chắc là đào dưới tay bà đấy. Bây giờ hỏi vấn đề của con Arena là gì? Vấn đề của con Damelit là gì? Thôi khỏi con hỏi bà, tôi lại nói chuyện thẳng với hai đứa đó luôn. I'll see what I can do for them. Good. The Monger feeds his thugs. With a drachmi he makes smuggling. Weapons mostly, which is all the more lucrative now that he has a war to supply. So, if someone interrupts the Monger's supply, his men go hungry. Exactly. Go to his warehouse in the port of Lecheo and burn his cargo, all of it. We'll let Chaos take care of the rest. Bà này bà kêu chúng ta là nhà kho của cái thằng Monger và đốt hết đồ tiếp tế cho nó đói chơi. Tại sao lại bên cái đốt cái nhà kho đó? Thôi không nói nữa, tôi làm luôn, không cần phải hỏi nữa. Then the warehouse will be cinders. Rồi, nhà kho đó sẽ trở thành tro tàn. 11.625 điểm kinh nghiệm. Một con đào của bả đây này. Nói chuyện luôn, khỏi mất công đi đâu xa. So you're here to help us, Mistyos? You don't look like a Monger spy. I'm more the in-your-face type. You have a Monger problem, Damalis? I might. One of my regulars has changed. He was a decent man once, but now he's gone bad. Corinth seems to have a shortage of decent people. I need someone with muscle to figure out what's behind the change. Why he's different. Con này nói có một người đàn ông tốt, lúc trước đối xử tốt nhưng mà giờ thay đổi. Chắc là khách bao con này. Bây giờ nó nhờ chúng ta tìm hiểu tại sao ông đó lại thay đổi. Rồi, tôi sẽ nói chuyện với thằng đó. Khoan, hỏi đến con này đi. Trước đây cái người đó như thế nào? Who was he before all this? Obsessive, but never threatening. He didn't stand out in symposiums until he had his drachmi act for him. Well, something sure giving him courage now. Rồi, nói chuyện I'll thằng đó see what he has to say for himself. If he's not lurking around here, he'll be at his house.
I want this to end today. It will. People tend to show their true selves to my spear, whether they like it or not. À kìa, đại nhà của khách hàng kìa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giúp cái em da đen này tìm hiểu lý do tại sao khách hàng đang bao em ấy lại thay đổi ý định. Quét đâu? Đây, lại nhà khách hàng của cô này. 568 mét. Chỗ nào cũng xa vậy. Cây này có hình đầu rắn kìa. Trời ơi, múc dưới kia à. Ông kia cũng xiên thì múc dưới này mà lên đây. Lên đây kiếm gái. Dám sủa với anh. Đập đầu mình đã có bổng pháp. Rồi đâu? Mấy người kia tránh ra. Ôi. Còn mày quá ngựa chưa chết. Đánh với con sói cũng lâu lắc. Tới chưa? Rồi, giờ tới làng là bỏ ngựa lên đi. Còn 120 mấy mét nữa. Ông này đang làm cái gì? Bệnh dây thần hả? Oh, sorry, tôi không cố ý, không cố ý. Đây, nhà khách hàng đây rồi. Nhà của ông khách hàng của các em da đen kia đây rồi. Nữa. Con nỉ. You found me. Shh. What are you doing here? I heard the Malice talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. Nữa. Nó nghe lén cái cuộc nói chuyện của chúng ta, cho nên nó muốn tới đây để giúp. Được. You may be right. I could use you. See, that was my plan all along. I'm going to talk to the Malice's client and see what he has to say. I've been here spying. And I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? À, con này tới đây trước rồi mà nghe lén được cái thằng da kia nói cái gì đó rồi. Nó hỏi chúng ta là liệu nó kể ra thì như vậy có được tính là giúp không? Kể đi. Let's hear it. Let me think. He said something about having to meet someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. Vinomenes. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Kế hoạch bây giờ là Alessandro sẽ lại đây để dụ thằng kia ra nói chuyện. Rồi con bé kia nó sẽ lẻn vô trong kia. Nó kiếm thêm thông tin. Tại vì lúc nãy nó kể là cái thằng da đó nói chuyện là có hẹn gặp một người nào đó vào tối nay tại cái trại nuôi heo. Còn cụ thể thì phải chờ nó lấy thêm thông tin đã. Trời đất. No, but I know you. If dạ bộ đấy. You, tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything.
You have nothing on me. Ây cha. Đây, dùng cái thông tin chúng ta nói được. And meeting some like-minded person there, I hear. Where did you hear that? You're wrong. Dead wrong. Này đúng rồi đó. Đây, câu trả lời đầu tiên luôn. They owe you a deed to some land. What that land will be used for, I don't know. A spy? What else do you have on me? Cough it up. Okay, cuối cùng. The Nomenis will be quite upset if I don't let you meet him tonight. How? What do you want? I know about the Malis, and as her client, you seem to think she owes you something. I do love her, you know? With my whole heart. And yet, you're scaring her. Better me than another more careless man. Either I hurt the Malis or I'm killed. That's not love. It's weakness. You say it as though I don't know. He knew that too. That's why he's making me. Who's making you? Tell the Malis I'll stop. That I'm sorry. Fine. Here, old man. À, rồi. Tổng hợp là thông tin những gì mình nghe được. Là lúc nãy mình dùng những cái thông tin, những cái tên người là cái lão này hẹn gặp ai đó ở cái trang trại nuôi heo gì đó. Có tên luôn mà mình không nhớ. Mình dùng những thông tin đó để bắt buộc thằng cha này. Ông này cũng hết sức bất ngờ vì tại sao Alexios lại biết vậy. Và ổng đã khai ra là ổng nghe lời, ổng nghe lệnh của một người nào đó để kiểu mà trong lúc hành sự với em da đen kia, giống như kiểu mà đánh đập á. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái con bé kia kiếm được thông tin gì. Có vẻ như cái ông này nghe lời cái thằng Monger rồi. Bị thằng Monger uy hiếp, tại vì này ổng nói là nếu mà ổng không làm vậy ổng sẽ phải chết. Hình như là ổng nghe lời cái thằng Monger để dụ con kia tới cái chỗ mà thằng Monger chỉ định. Đây, tìm được gì đây? Cái này là cái miếng sắt này là gì? I've seen that iron poker used before. Chụp. He didn't have a furnace. Why does he have this? It's not used for fire. It's a weapon for torture. I saw someone use it in Phokis. Someone huge. Huge like the Monger? Just like the Monger. À, thì cái cây sắt đó là không dùng để đốt lửa mà dùng để hành hạ người khác. What's this? A coin purse. Tiền. These things aren't very nice though. If he's rich, why have all that junk? He must have just gotten paid. À, tranh thủ cộm tiền. Bức thư gì đây? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. I thought as much. And it says more, that he needs to bring the Malis to a place here in Corinth. There's directions. What do you think it is? Don't know, but I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to the Malis and wait for me there. Oh, please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. Fine. Oh, I almost forgot. I got the sword from you, from his house. Wow. You're a good thief. Place to bring the Malis. A prison? I should find out. Rồi. Có mấy thứ con này đã lấy được. Đó chính là một cái túi tiền với lại một cái kỳ sắt. Ngoài ra nó tranh thủ nó chôm được một cái đây. Một cái cây này cho chúng ta luôn. Cây này nè. Thanh gươm gì vậy? Oh man. Trời, đam cao hơn cái cây chúng ta đang cầm luôn kìa. Xài tạm cái này nha. Con này hay đấy. Một cái kiếm. Một cái kiếm hình thù kỳ lạ. Được. À không không không. Qua đây. Rồi. Và trong. Và kiếm được một bức thư. Trong bức thư đó nói là cái lão này được định là phải mang cái con Damalit tới một cái địa điểm trong cái khu Corin này. Và Alexios nghĩ chỗ đó là một nhà tù hoặc là chỗ gì. Bây giờ phải tới chỗ đó. Tập này với có cảm giác mình như thám tử. Trời. Tôi là chiến binh với là sát thủ mà. Con kia đòi theo mà Alexios đuổi về. Nó hôm nay nó làm gì đó đủ rồi.
đây nguy hiểm lắm. I need to stay hidden. À, phải là đây, phải là đây. Lại có tù lính thuê xuất hiện nữa. Cái thằng quỷ này bữa tha mạng cho nó một lần rồi nó cứ theo hoài. Mày thích lắm đúng không? Được. Mày thích, mày muốn nập mạng thì tao sẽ xử mày cách đây 90 mấy mét. Cứ theo đầm nào đánh lén anh nè. Nó có sư tử kìa. Nó có bét. Bét, bét sư tử dành. Trời, dùng độc, dùng độc, dùng độc. Này thì dùng độc. Đây. Dùng độc với tao kìa. Ây à. Ơi. Mày giỡn mà. Bụp lửa lên. Quăng độc. Cho mày chết cháy luôn. Ây à. Ây à. Con này hèn thế. Cho mày nếm một. Mày này. Lại quăng độc nữa. Tập Bari với con này luôn mới được. Bé mốt vô chơi Sekiro phải Bari này. Ây à. Mày. Nhưng đánh chút xíu lại quăng độc. Nổ lên. Cho mày đến một nổ của anh. Chết đi. Chưa chết nè. Chưa chết này. Trên người mang đồ cùi mà cứ ám sát được 100 cái thù á. Anh lắp được cái đồ mới. Giờ chắc phải chờ tới đêm thôi. Chờ tới đêm thì chứ thôi không vô được chỗ kia thì nó canh dữ quá. Xuống đêm lẹ đi. Đây. Ê, có người đang canh. Nấp. Nó đang soi đấy. Mày soi này. Có hai thằng ở đây. Không vô được ạ. Một chiêu ám sát. Ám sát này đi. Đây, quan boss coi này. Đấy. Ám sát kia luôn. Chen attack này luôn. Hai thằng. Xong. Nấp, nấp, nấp. Mày, thằng này đội trưởng. Mày này, ai cho mày bú láo danh. Tê giác hút. Tính lại. Chết đi. Ở đây có cái rương mà. Đâu rương đâu. Đây đây.
Ai Dương đây. Giờ chúng ta phải tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở trong cái chỗ này. Có ba cái manh mối. Trời, chị xích. Chắc đây là chỗ nó tra tấn tình dục nè. Nhìn này thấy không? Cái gì đây? A lock of hair. Một nhúm tóc. Smells familiar somehow. Rồi nó bắt con kia, nó dự định bắt con kia ra để tra tấn. Chains. Oil. Dầu. This can't be what I think it is. À, đúng như mình nghĩ rồi. Gotcha. All right, you little shit. Who sent con này đã bảo. Nó bảo trốn đi mà cứ. What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave Phoebe now. Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude, this is Corinthia. Anything goes in this sex, Andron, and the monger will be satiated. You're as sick as he is, worm. Whether they like it or not, any victim he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer. You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you. Yeah! Yeah. Thằng này là tai sai nè. Nghe lời thằng Monger. Ấy ạ, nó đỡ đòn kìa. Mày đỡ đòn không? Đỡ đòn này. À. Thì là lúc nãy nó nói là cái thằng quỷ Monger đứng sau tất cả vụ này. Bây giờ lại nói cho con Damilis hết tất cả những chuyện mà chúng ta tìm hiểu được rồi. Không có anh là mày sẽ trở thành nạn nhân của tụi này rồi đấy. Con chó nó làm cái gì vậy? Chán sống rồi. Cái động gì vậy? Thôi kệ, động gì cũng không quan trọng. Rồi, cảm ơn anh đi. Không có anh là em sẽ trở thành nạn nhân của tụi bệnh hoạn kia rồi đấy. Alexios, your little friend beat you back. You made it. And fast. I know all the shortcuts now. I'm sorry, Alexios. Đừng làm như vậy nữa. Lần sau không có ai cứu mày đâu. Listen, next time I tell you to do something. Okay. I promise it's for your own good. This time especially. What happened to you? I just left the monger's sex, Andron, if you can believe it. And it's where you were headed. No. It's true. Your client was being forced to take you there. And we found these. Con này xém xíu trở thành nô lệ tình dục như tụi kia rồi. What does this mean? It means the monger got to him. He does have his hand in everything. At least I know how to deal with him now that I know what he's after. He'll leave you alone now. He gave me his word. So, we really can trust you, can't we? We're not all so easily blackmailed. 321 tiền. Mấy người này lại múa kiểu thổ dân nữa kìa. Bây giờ muốn hù rồi, chỉ cần rút vũ khí ra là chạy hết liền. Đấy. Không chạy luôn kìa. Thôi múa đi, múa đi, múa đi. Rồi, bây giờ chúng ta đi giúp người thứ hai. Tên là Erina. Em này cần giúp gì đây? Cleo! By Aphrodite, Cleo better get back here soon. Why call on the gods when you have one of their messengers at your service? How did you know I needed help? Anthusa told me you could use a hand. Cleo, one of our girls, didn't meet me for prayer this morning. She wasn't at home either. I'd go investigate, but I'm not sure what I could do on my own. She might have been taken. I asked around. One of our clients said he saw Cleo brought aboard the ship. The men were armed, so
There was nothing he could do. I'd pay a lot of drachmi to get her back. Con này nó làm, nó có hẹn một người bạn của nó là hẹn lại gặp ở đây để đi cầu nguyện, nhưng mà con kia không tới. Sau đó nó đã tới nhà của con kia kiếm mà không thấy. Nó nhờ chờ, nó hỏi xung quanh rồi mà không biết điều gì hết. À, và nó sẵn sàng trả một số tiền để kiếm được cô bạn kia. Rồi, tôi sẽ kiếm người đó. Take me to the ship. We'll get Cleo back. Đi theo con này tới là cái cảng. Tới cái cảng tên là Lechalion. Cởi đại con ngựa đi. Nhiệm vụ này chắc mình nghĩ chắc trong tập này không kiếm được bà Meridi rồi. Phải giúp con này rồi còn thêm một cái nhiệm vụ nữa. Để cố gắng trong tập này hạ gục cái thằng Monger luôn. Cái ngựa lẻ lên. Chuyện như thợ rèn thôi, để làm nhiệm vụ này đã. Hôm nào rảnh đi làm mấy nhiệm vụ phụ sao. Tới chưa? Sao lâu thế em? Em này nhìn được hơn cái em da đen hồi nãy. Cũng là đào dưới tay cái bà kia luôn đấy. Corinth may have a bad reputation, but it wasn't always that way. We used to be safe. Until the Monger. We're not sure why he came here, but Corinth is worse off because of him. Con này mới nói là nơi này trở nên tồi tại vì cái sự xuất hiện của thằng Monger. Tới chưa? Bến cảng này rồi. Đâu? Con kia đang, bạn của nó nghe nói là đang ở trên tàu của cướp biển, bây giờ chúng ta phải giúp con đó, mang con đó trở về an toàn. Được, sẵn có thuyền trên này luôn. Lên đường thôi các anh em. Mục tiêu cách chúng ta 500 mấy mét. Podaket hả? I may have taken a peek. Did you find what you were looking for in Athens? A few clues, but this won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. I'm not the only one looking for my mother. The cult that wanted Nikolaus dead, they're also not. Oh, they're no match for you. You got that right. Trong thuyền trưởng trên tàu chúng ta, ông nói là ông biết tung tích của một cái thằng Ketakomot ở khu này. Và ông cho chúng ta biết cái tên luôn. Khoan, để coi mình có vạch mặt được hồi nào nữa không. Không được, chúng ta phải kiếm thêm manh mối. Chứ biết cái tên thì không thể tìm nữa được. Chúng ta đã hạ được 3 thằng, 7, 8, 9, 10, 12, hạ được 13 thằng. Cái gì đây? À, cái con Kelos sẽ chết nếu mà chúng ta hủy diệt con thuyền. Rồi, ở lần này thì mình sẽ không bắn chìm con thuyền này, nhưng mà mình sẽ bắn hạ xong sau đó sẽ nhảy qua hạ gục hết tụi bên kia. Mấy thằng này lo trèo đi hát nhảm hoài. Ủa, cái thuyền nó đang bị tàu Athen tấn công rồi. Nó đang bị tàu của tụi Athen tấn công. Đây.
bố lao với anh cho mẹ ăn lao. Không được bắn chìm nữa nha, bắn chìm là con kia chết đấy. Rồi chưa chết đâu. Rồi cặp thuyền vô đây. Quan boss coi nè, lần trước em yêu cầu đúng không, để anh cặp thuyền lên. Ê vội quá, mấy con cờ hó để trên nó bắn xuống rồi. À đội trưởng từ từ để anh nổ lên. Rồi máu phải đặt đội trưởng đấy. Có mấy cái vị thuyền trưởng đi, mấy cái vị cái gì ta, trung quý hải quân đúng rồi, có 3 vị trung quý, 4 vị trung quý hải quân đánh phụ chúng ta. Xong rồi đó. Con này xấu quá vậy. Mình nói mình lên đây giải cứu con này, nó nói là giải cứu con khỉ, đây chính là thiền của nó. Cô là một mái tặc à, không thể nào được. Me, an outlaw. You wound me. What are you talking about? Mistios, please. We were heading to Mykonos, which is safe. If you'll take me there, I can pay you the toll I would have paid my crew. Thì ra bạn của con kia là một hải tặc à. Bây giờ nó đã năn nỉ chúng ta để cho nó tới cái chỗ Mykonos. Chỗ đó là nơi an toàn, nó nghe nói chỗ đó an toàn. Mình chọn ở trên là mình sẽ để nó đi. Mình chọn dưới là mình bắt nó về Corin. Thôi, muốn đi cho đi. All right, I'll get you there. Next time my crew docks at Mykonos, you can depart. In the meantime, welcome aboard. Thank you, Mistios. This is what's best, I promise. Bây giờ mình quay lại chỗ em gì? Erina. À không, đem con này tới. À. Nhiệm vụ của mình là bây giờ là đem con này tới Mykonos. 8260m. Mày kiếm chỗ nào gần xíu được không? Xa vậy sao đi? Giúp cái em Cleon này tới Mykonos. Thôi đi. Increase speed. 8000 mấy mét liền ạ. Nâng cấp thuyền được. Không đủ tiền. Thiệt cái tình. Mất cái thằng cò hó này mà cứ lo chèo đi đường khác nữa. Lo chèo giùm tao đi đường khác. Chạy đi vòng con này quá. Bắt mình đưa cho nó tới đảo Mykonos đi đâu. Tốn thời gian quá. Xa lắm. Úp ở đây lận. Đúng là mình đi dùng cách này. Không cho fast travel ạ. Rồi. Fast travel được. Lúc nãy cứ tưởng không cho fast travel nhưng mà fast travel được. Chúng ta phải dừng thuyền lại rồi mới được fast travel. Gọi tàu. Dùng cách này nhanh hơn là đi.
May. You've more than made up for killing my abductors, Mistios. Thank you. Rồi, bảo trọng nhé. Try to stay out of trouble, all right? I'll consider it. Put my coins to good use and wish me luck. Good luck. Cho có 525 đồng. 11.625 điểm kinh nghiệm. Chưa lên được level. Bây giờ mình quay trở lại nói cho em kia biết. Đây. Trời, chưa mở phát chi vô đây nó mới đau. Sáu trăm chín mươi bốn mét dưới kia. Mai là cái chỗ kia mình đã mở festival rồi. Chứ không thôi là phải chạy thuyền không biết tới bao lâu mới tới. Đi cách này cho nhanh nè. Công dụng của việc mở nhiều đám festival là vậy đấy. Nhảy từ trên cao xuống không bị mất máu nữa. Thấy chưa? Ở đâu? Đi vô trong thành. Mấy cái thành này sao lớn như ta? Mấy lần trước mình đi mấy cái thành nhỏ nhỏ không? Còn bây giờ toàn vô thành lớn. Thành này của người Spartan. Mấy người này gian ra. Có con ngựa một sừng mà có cánh nữa, nhưng mà con đó phải dùng tiền mua chứ không có dùng điểm mua ở đây được. Nó phải nạp tiền cho mua. Còn con ngựa mà con ngựa mà nhìn nó giống như bị bao phủ bởi lửa địa ngục á, lên level luôn. Còn đó thì chỉ cần đánh bại được cái thằng lính level, lính thề level 50 là được. Lên level 25 luôn. Nâng điểm. À, cái chiêu này nếu mà mình nâng á, bữa cái em quan boss của nó mình nè, chiêu này dùng để ám sát, bây giờ mình nâng nữa thì nó sẽ tăng 130% đam ám sát, thì là chúng ta có thể sử dụng liên tiếp 2 lần. Không, nên tăng cái này đi, tăng cái này tăng 200% đam ám sát. Chiêu này chiêu bị động luôn, được. Nghiệp em này vẫn tin tưởng vào người bạn kia, không biết gì hết. What happened? Where is Cleo? Cleo đã đi rồi em ơi. Bây giờ nói sao, cô ấy đang ở một nơi an toàn, còn dưới là cô ấy không muốn trở lại. Your friend didn't need rescuing. She hired that ship to get out of Corinth and go somewhere safe. So, she's really gone. She's not coming back. No. Thank you. I'll let Anthusa know. Guess I'll be alone at prayer tomorrow. You promise she's safe? You have my word. Được cái cung của sát thủ. Mình vừa kể cho các em này biết là một sự thật. Nó chính là con kia nó trốn lên trên tàu. Để nó đi tới một nơi an toàn, chứ nó không phải là bị bắt. Rồi, bây giờ tới cái địa điểm này đốt cái nhà kho của thằng Monger và đốt 5 cái chỗ kế bên luôn, 182 mét. Bên này, bên này.
trong này có lính nhiều không? Có bao nhiêu lính nè? Chà, 4 thằng. Nhiều đây chả là gì hết. Better stay hidden. Em đầu tiên. Em thứ hai. Ba đứa. Tụi này sao nó cảnh giác thấp vậy? Vô cứ chỉ trốn không người. Nó quay lưng đi đâu không kìa. Thôi kìa. Mày theo ác này. Còn ba thằng. Trong đó có một thằng đội trưởng. Ai chà chà. 1, 2, 4 thằng. Như thằng đội trưởng nữa là 5. Xuống đây em. Mày ngu. Chưa chỉ còn đội trưởng nữa, hai kia cãi đi. This is the place. Time to burn some cargo. Mày. Mày. Mày kia biết chưa? Nó chưa biết luôn. Kệ mày, tao vừa tao đốt rồi đi. Không phí thời gian chơi tụi bay nữa. You, please. Ai vậy? Từ từ, từ từ. Release me, please. I beg of you. Trời, nó bắt người đây kìa. Đây, đây giải cứu. You're untied. Go. Chưa kịp coi kỹ mặt gì hết. Có đồ vật gì quý giá đi không? Trời ơi, có tí tiền. Món thứ nhất. Ở dưới đây còn một người cứu nữa hả? Đâu? Đâu? À, đây, đây, đây. I have done nothing. Please release me. May God smile upon me. Bless you, Mr. Đốt này kho lương con. Kho lương. Được hai cái rồi. Ba cái cho tụi mày chết đói luôn. Hết chưa? Còn cái cuối cùng. Bốn cái rồi. Ở cái này không? Không đúng. Trên lầu. Đây, đây, đây. Đây. Xong. Gì nữa đây? Ấy chà. Bốn thằng. Ai vậy? Ô. Một thanh niên thắt bím. Ồ, nó phóng giáo kìa. Come and get it. Trời ơi. Thanh niên võ công cao cường đấy.
còn hay võ công của Alex thế nào. Sắp sập rồi. Đây vẫn còn 5 thằng. Còn 5 thằng thôi. Có ai hạ nhiều hơn nhé. 1 thằng. Hai thằng, thằng kia đánh châu thấy ba thằng. Bốn thằng, trời ơi, thằng này đánh chậm quá. Thả hết rồi. Cụ bắp. Nó phải thả năm thằng, đứng múa múa không. Cậu chiến đấu như một chiến binh Bastan. I saw innocents trapped in the flames. The ones in the warehouse? I freed them already. A good soldier acts when he's told. A great one is two steps ahead. Thank you. My name's Alexios. I'd thank you too if I knew who you were. Razidas of Sparta. You're a newcomer to Corinth. You're a spy too. An old Spartan tactic. I have my ways. I get the sense that's a Corinthian hobby. And Thusa has her Atera watching from every post. Ah. And Thusa, we disagree, but have a common enemy, the Monger. We agree he should be killed, but we differ on how. Thằng này chúng là một chiến binh Spartan. Lúc nãy nó khen Alexios là chiến đấu như một người Spartan đích thực. Bây giờ nó cũng đồng ý là nên giết cái thằng Monger đi, nhưng mà giết như cách nào ấy. Giờ hỏi nó là anh có thể kể cho tôi nghe gì về thằng Monger. Còn đây là nói tôi nghe kế hoạch của anh. Nói luôn đi. What do you want to do with him? Right now the Monger rules Corinth. I want to replace him with minimal bloodshed. Hắn cần phải chết. He'll only be dethroned if he's killed. It's simple. Yes. Diplomacy isn't something he understands. From what I hear, I'm not surprised. We arrested his top men, armed the citizens, tried to stir the police against him. It never came to be. The only thing left to try is a quick slice of the blade. That would do it. We'd lure him into Corinthia's sacred cave, and it'd be over. À, thằng này nó không muốn giết cái thằng đó trước mặt những cái dân thường, mà nó muốn dụ thằng đó tới cái hang động. Sau đó giết trong đó. Bây giờ có hai lựa chọn. Một là mình sẽ giúp thằng này bằng cách là lùa cái thằng Monger đó vô hang mà xử trong đó. Hai là tôi đồng ý giúp anh Hosa chứ không phải giúp anh. Đúng, mình giúp anh Hosa đi. Thằng này là thằng ớt ơ nào. Tao cũng không ưa gì người Patan hết. Anthusa has given me her word and I've given her mine. She's hired me to kill the Monger. She did. She has something I need and the Monger is in my way. Keep your spear pointed his way, and Sparta will thank you. I was Spartan once. Once? Until I was thrown off Mount Aigetos as a child and left for dead. You're the son of General Nicolaus? All of Sparta knows your name. And here you are. Alive. Impossible. I survived. I raised myself alone while life continued in Sparta. Never mind being a Spartan. Those of good character will forgive and should be forgiven. I'm on the hunt for my mother, Merini. And the only way is through Anthusa. Yes, Merini. Ah,
Lúc nãy Alexios vừa nói tôi đã từng là một người Spartan, cho đến khi mà bị quăng xuống khỏi một cái ngọn núi gì đó và bị bỏ mặc cho đến chết. Khi nghe được cái đó thì cái thằng cha người Spartan này nói là đã nhận ra mình. Alexios đấy, nhận ra Alexios. Alexios chính là con của tướng quân Nikolaos, người mà tất cả người Spartan đều biết tên hết. Bây giờ hỏi là làm thế nào ông biết cha của tôi? Làm thế nào ông biết gì về Merinin là mẹ của Alexios đấy? You don't know anything about Merini, do you? I know that no one should have to endure such tragedy alone. And I heard she left Sparta that night. No one has forgotten Merini. From what I know, she wanted them to forget. Thì ra nó biết là cái bà Merini đã rời khỏi người Spartan vào cái đêm hôm đó, đêm mà Alexios với lại con bé kia bị quăng xuống vực. You knew Nikolaos. A good general, but a stubborn Spartan. And rewarded for his loyalty. But he disappeared, and his body was never found. The state pronounced him dead. That's all right. I haven't seen him since I was a child. Alexios có hỏi là biết gì về cha của Alexios thì thằng này đã nói là ông ấy là một vị tướng quân tuyệt vời. There's no going back now. Không có gì đó. The displaced can always find their way home. The gods have just decided you must fight for it. They couldn't make it any easier. Chin up, Spartan. Easy doesn't exist. Goodbye, Thrasidas. We'll meet again. I'm in the fight with you. Show courage. Trước khi đi rồi nói là tôi sẽ gặp lại anh. Khi đó tôi sẽ đấu danh một trận. Chưa đủ trình đấu danh đâu. Có một thằng mà đấu còn không xong, lại còn cả họ lên đến thề nữa kìa. Đi tới đâu cũng gặp tôi lính đến thuê này vậy. Thằng này có cung level 24. Lại nạp mạng cho anh hả? Được. Nạp mạng cho anh này. Rút cây này ra. Bút lửa lên. Cho tụi bay nếm. Sói này. Ây da. Thằng lửa chứ tao. Hồi máu rồi đó. Đánh nó đi. À thằng kia chơi xấu không quýnh phụ đúng không? Được. Không cần mà quýnh. Một đập của bà San. Thằng gì tránh ra. Chơi hiền, chơi hiền. Đây. Lợi đây, bố láo danh. Trời, nó quýnh, đợi mình quýnh gần xong rồi nó quýnh phụ. Mày canh hay lắm. Rồi. Xong. Rồi, ok. Mình sẽ dừng cái tập này đi luôn. Trong tập sau thì chúng ta sẽ đi hạ cái thằng Mông Gơ đó. Đồng thời tiếp tục hành trình tìm kiếm bà Merini. Tập này mình đã cố gắng lắm rồi nhưng mà chúng ta bị dính nhiều cái nhiệm vụ quá cho nên không kịp kiếm bà Merini. Mình nghĩ là chắc cũng phải tốn một khoảng thời gian một tập hoặc là hai tập nữa thì mới gặp được bà ấy. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo của Assassin's Creed Odyssey. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe giúp mình. Bye bye.